Đây, mới nè. Trời, khúc này là mình phải rồi, trời ơi, nhìn cứ như là mình đang ở Tây Bắc á các bạn. Trời, nó giòn. Trời ơi. Ôi, nó giòn. Nó giòn. Mày coi mấy clip nó làm thịt rừng Tây Bắc chưa kìa? Có, nướng heo đúng không? Nói chung là đồ rừng á. Nướng heo, bởi là coi cái clip nướng heo. Nó nướng dơi. Con heo, bởi là coi nướng heo. Nó nướng chặn heo. Còn dơi, trời ơi, má anh thấy không? Rồi, em coi nướng là đẻo chưa? Ủa nó bắt nhận hiệu bỏ nhau nồi lẩu tí hả? Em coi cái kênh YouTube mà hai thằng anh em mà nó để cái đầu ơi ba giá nè. Gì à, tam mau coi nướng là đẻo chưa? Chưa. Nó kêu nguyên đám bạn nó ở đâu á, cũng dạng dân YouTube á, nó đi vô nhà bạn nó bắt nguyên con gà đá chiến đụng á chục triệu đem gà cắt cổ. Là cái là bữa đó là hai anh em nó tí hai anh em thằng đó với nguyên đám bạn nào cũng dạng dân YouTuber á. Nó nhậu con đà điểu đó, nhậu được chắc 1/20 con đà điểu đó. Xong rồi chiều nó kêu cả làng lại ăn. Không hết con đà điểu luôn. Nướng ghê lắm nha, nướng mà cái nồi chà bá kìa nè. Chắc nướng dở. Nướng dở quá ăn lắm. Cái thùng mà dạng thùng ngàn, như cái thùng ngàn lít. Thùng nước ngàn lít mình vậy. Cái đào lỗ ngoài bỏ đà điểu xuống. Con gà nó ổn rồi đó, bây giờ nhắc con gà nó ra. Chín rồi. Không, cái đầu chưa chín đâu. Cắt cái đầu dục nó nướng cho miếng ếch đi. Nó chín đầu đi, cái đầu chân chắn nhất nè. Ớt là lát nướng sao đúng không? Lùa lên. Cái đầu lát nữa cắt ra sao? Cái đầu lùa than lên nó chín cái gì? À, lùa than lên nó chín nè. Chờ cái nào nướng ếch? Hả? Cái nào mới nướng ếch? Ếch lẹ không à, ếch nướng lẹ lắm. Ếch là cái dòng nướng lẹ nhất mà. Đây là chuyên gia ẩm thực, à. Nhìn những món nướng. Chuyên gia ẩm thực. Anh lấy trong cái túi của anh. Quay sàm nó vui chứ nè. Đó, đạn cố sát vô. Đạn cố sát vô. Trong khi anh em ngồi đây. Bị tâm bệnh sáng giờ mà đạn cố sát vô nè. Nếu mà anh bị nhức đầu thì nhà thủ cái dĩ Paramax. Panadol đó. Paramax màu xanh á. Quay lại quên. Cái loại viên cái dĩ màu xanh á, còn Panadol nó dĩ đỏ. Móc cái tô vô rồi cái nhức đầu. Hả? Gọi khỏi mua qua anh qua đây nè, em tính tiền nha. Qua đây đi vòng qua đây. Thôi đi vòng qua đây. Đi vòng qua đây. Rồi hết nướng hết đây tí. Rồi. Cái cây đâu cái cây không? Đưa cây đây. Rồi dạng con gà đây. Hay quá Tướng ơi. Thành quả đấy. Ơi. Trời nó thơm. Thử coi. Nước mỡ nó chảy nè. Chết mẹ quay leo đũa rồi. Bà mẹ. Thử làm cái gì không biết nữa. Đây, thành quả. Lát nữa lau sơ lại không sao đâu. Anh mới thấy con ếch nó cử động cái tay đi à. Lấy đũa rồi mà anh coi. Má còn nóng lắm. Cái than này đã ha, nướng sướng nè. Mà công nhận nãy anh hơi bất ngờ cái vụ mà đi câu ếch có liền luôn mới ghê chứ. À. Chứng tỏ là ở trên đây ăn chắc chán luôn á, chán chê luôn á. Chán. Rồi, mình chào cho anh cách chà coi. Qua đang qua đây là chim mà. Giờ lấy làm than trên đây lấy gì đựng? Vậy, bây giờ... Sao để? Mày ghét cái này đâu đi. Sao hả? Để được? Tại đây uống trà mình để đi. Nha. Tính hết rồi. Mới mình nãy xương phẩu đổ đâu? Xương gắt luôn. Phải tạo hình nữa con ếch chứ nè. Con này đèn kia. Tiếc quá nãy anh không được trải nghiệm đi câu ếch mình phát có luôn. Mình tiếng nó ngồi nhưng mà có điều là tại vì cái nước cái ướp của con của thịt nướng còn nằm trên dĩ nhưng mà không sao đâu, nó không ảnh hưởng tới. Coi như nước mọi có ướp gì đâu. Có cái gì mà đã rồi, cái câu nhấp ếch trên. Nhấp là đã đúng không? Cứ nhấp là đã đúng không? Có ếch kia mà nãy giờ nó ăn tiêu nữa kìa. Ai da. Thằng Khôi nó móc nó gãi trong đó thì mình móc đi thôi, mình nhấp. Ai cha, mỏ giờ quá. Cây đâu rồi? Cây cứ lùa hang gom lại. Ba con ếch to mà đứng lên nó nhìn nó nhỏ bé quá. Gom lại hàng dọc.
gom dọc á, gom cho nó gọn vô dọc á. Được rồi, gom đủ ba con được rồi.